Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về một cái chủ đề mà mình rất là hay suy nghĩ nhưng mà chưa khi nào mạnh dạn nói lên. À, có một lần có nói lên một lần ở trên Facebook. Và chủ đề ấy chắc là nhiều người sẽ đồng quan điểm của mình, đó là sự biết ơn vợ, sự ghi nhận công lao của vợ. Thế nào nhỉ? Đã bao giờ các bạn ngồi và thử nghĩ xem là vợ mình làm gì trong ngày và những cái việc ấy nó có giá trị như thế nào chưa? Hay là các bạn cứ lo làm những cái việc mở ngoặc kép gọi là lớn, đóng ngoặc kép. Cho nên là vợ làm ba cái việc vặt không đáng quan tâm, việc đàn bà. Nhưng thực sự khi mình đặt mình vào cái vai trò của vợ mình thì mình xin điểm lại một số những cái điều mà vợ mình mang đến cho mình nhé. Vai trò của cô ấy trong gia đình, không biết vợ các bạn nào nhưng vợ mình thì đợt đầu tiên là sinh con, mang nặng đẻ đau và sinh con. Vợ các bạn có thế không? Vợ tớ thế đấy, làm vai trò ấy đấy. Tớ không phải mang bầu 9 tháng rồi đi mổ để đẻ như vợ tớ. Tớ không trải qua cái điều ấy nhưng mà bằng cái tư duy, không bằng trải nghiệm thì tớ biết đó là một việc vô cùng lớn, vô cùng lớn, vô cùng khủng khiếp. Mà ví dụ như để các bạn, để đằng những thằng đàn ông làm thì chắc mới mới biết nó khủng khiếp mà. Nhưng mà tớ tin là điều ấy nó lớn. Riêng việc ấy thì nó đã chiếm, nếu mà so sánh với vai trò người đàn ông và người đàn bà thì đó là cái việc mà đã nói thẳng luôn, đàn bà hơn đàn ông nhiều rồi, đúng không? Mang nặng đẻ đau, ăn kiêng ăn khem, sau này còn bị đẻ xong rồi còn bị xấu, bị béo, bị gầy, bị ốm, bị nghén, bị đi viện, bị đủ thứ, những cái thứ mà quá nhiều thứ gánh nặng đè lên vai của người phụ nữ khi họ mang thai và sinh con. Và mình cho đó vai trò điều ấy nó quá lớn. Đó là việc, một việc thứ nhất. Việc thứ nhất mình cho là cốt yếu, đã nói thẳng luôn là vợ đóng vai trò lớn hơn chồng trong gia đình vì cô ấy mang nặng, cô ấy đẻ đau. Và tiếp đó là gì? Cô ấy xin nuôi con. Tất nhiên mình cũng nuôi nhưng mà xét về việc nuôi thang điểm 10 thì chắc cô ấy chiếm 7, mình chỉ 3 thôi. Từ lo cho con ăn, con mặc, ốm đau là thức xuyên đêm với con. Lo, cái sự lo lắng của một người mẹ dành cho con nó lớn hơn nhiều so với một người cha dành cho con. Rõ ràng là thế. Riêng về nói về cái tâm ấy, thì người phụ nữ họ là để tâm cho con quá lớn ấy. Thì mình hỏi mình là, các bạn là chồng là cha, các bạn thử nghĩ xem các bạn có bằng được vợ không? Mà con thì là một cái gì đấy gọi là một cái mục đích của cuộc đời sau khi mình lên làm cha rồi. Sống cống hiến rồi đủ thứ để mong cho vợ con hạnh phúc mà giờ con vợ nó đã lo rồi thì việc cái có lớn không? Quá lớn. Quá lớn. Rồi thì là những cái việc mà cho là vực vặt, nấu ăn, rửa bát, giặt giũ, lau dọn nhà cửa, nét dọn. Việc vặt không? Thử làm xem coi có vặt không? Tâm nổi sân lên, bực mình ngay. Rồi có kiên nhẫn mà làm được một hai lần cao hứng chứ có làm được vài ba chục năm không? Không làm nổi. Cũng có những ông chồng làm được điều ấy, hiếm lắm. Đa số là đi nhậu để vợ lo. Đi làm về thì vảnh râu, coi tivi chờ vợ gọi xuống ăn, ăn xong lại ra nghịch điện thoại. Bởi vì tôi làm việc lớn mà, cô làm những cái việc nhỏ đi. Tôi nghĩ sai. Thực sự là người vợ đóng vai trò quá lớn và tớ nghĩ là tại vì sao cái chế độ trọng nam khinh nữ nó làm cho người đàn ông ảo tưởng rằng mình đang làm những cái điều lớn lao và mình được phép buông thả, gọi là không bỏ qua những cái trách nhiệm chăm sóc con cái.
cái việc vặt trong gia đình, nhưng mà mình cho đó là không phải. Phụ nữ họ vừa kiếm tiền đôi khi không thua kém gì đàn ông, nhưng mà họ lo việc gia đình nữa, lo cho con cái nữa. Còn đàn ông thì ba cái việc ấy cứ tưởng là lớn, có gì đâu mà lớn. Xét về cái mức độ tâm huyết, đó là về vật chất, so sánh vật chất, so sánh về tinh thần thì đàn ông quá thấp trong cái được đóng góp tinh thần trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhà làm gì, xe làm gì, trong khi con cái thì hư hỏng nếu không có những bàn tay của người phụ nữ chăm sóc, nuôi nấng, kiểm soát nó, để ý nó, đúng không? Cho nên là mình khi mình yên mình nghĩ thì rất là nhiều thứ về vợ, rất là nhiều, và mình thực sự công nhận rằng là vợ mình có vai trò lớn hơn hẳn so với mình trong cái đóng góp cho gia đình, thậm chí là kinh tế. Nói thẳng ra mình khá ăn hại, làm ba cái việc vớ vẩn, chủ yếu là vợ. Trong nhưng mà đây, cái tôi của người đàn ông thì lớn lắm, vợ mà có ý gì mà khùng ngay. Đấy thì đấy là một cái quan điểm mình xin chia sẻ, và qua đây thì mình nói lời anh, nói lời chân thành, sâu sắc biết ơn vợ, ghi nhận với vợ, và mong rằng là anh sẽ cố gắng hơn để làm những điều tốt đẹp hơn, gọi là bù đắp và thưởng cho em. Tất nhiên việc đầu tiên lớn nhất vẫn là anh sống trọn vẹn và hạnh phúc bên em, đó là việc đầu tiên mà anh đang cố làm và duy trì. Tiếp theo đó về những cái mặt về vật chất, về hưởng thụ thì đó là những cái điều sẽ luôn luôn làm trong cái những cái trạng thái tinh thần tốt, đồng hành để xây đắp lên một cái gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn chân thành vợ. Chủ đề về mẹ nói sau, tất nhiên mẹ thì có phải nói về một cái bài khác. Tất cả các người vợ đều tuyệt vời và đáng ghi danh, đáng nhận huy chương. Mình xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy bấm like, đăng ký kênh để giúp kênh, để mình có cảm hứng làm những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.